Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em, chào những anh chị em thân thương, nhất là những ông bà anh chị em mà mỗi buổi sáng thức dậy sớm và online học Kinh Thánh với Lợi. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay thì Lợi, vì hôm nay là ngày Chúa Nhật, Lợi sẽ đi nhóm lại với hội thánh địa phương, cho nên Lợi sẽ không có trực tuyến vào lúc 6 giờ được. Đó, cho nên hôm nay cũng trằn trọc không có ngủ yên, cho nên sáng cũng dậy rất là sớm, 3 giờ 15 là dậy rồi. Dậy rồi quay cái video này, quay cái bài học này để rồi một chút nữa up lên, để đó để 6 giờ thì những anh chị em thân thương không có phụ lòng những người dậy sớm. Bởi vì khi mà lại thấy có người 4 giờ mấy dậy là đã xem cái bài học mà có comment những cái bài học cũ đó, những bài học trước đó, rồi thì đến cái giờ trực tuyến thì quý mạnh chị em lại học chung với Lợi. Lợi rất là cảm động, cảm ơn Chúa và cảm ơn quý mạnh chị em, cũng như rất là sợ phụ lòng mọi người, cho nên sáng nay lại quay cái bài học này sớm, cảm ơn của Chúa để up lên trước rồi lại đi nhóm. Thì trong khi lại đi nhóm, nếu cho có những bạn chị em nào cũng thức dậy sớm và đúng giờ nghe bài học thì xin cũng cùng học với nhau. Cảm ơn Chúa. Bây giờ lại sẽ cầu nguyện để Chúa ban phước cho thời giờ học này. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa ơi, con biết giờ này chỉ có con đang ngồi ở trước máy quay để cầu nguyện. Nhưng Chúa ơi, những người sẽ nghe bài học này, xin Chúa cho anh chị em con dù vào thời điểm nào, anh chị em con nghe cũng đều hiệp lòng với con trong sự cầu nguyện. Và Chúa Ngài thấy, ôi trước mắt Chúa không có sự giới hạn bởi thời gian, không gian. Cảm ơn Chúa. Và Ngài yêu chúng con, cho nên dù chúng con cầu nguyện ở những cái thời gian khác nhau, nhưng Chúa cho chúng con được hiệp một với nhau, và Chúa thấy rằng điều đó Ngài đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin ở cùng chính mình con, xin dạy con bằng lời của Ngài, xin dạy cho ông bà anh chị em con, xin cho mỗi người chúng con đều học được những bài học ngọt ngào trong lời của Chúa. Xin giúp chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm ơn của Chúa, chúng con học một bài học nhỏ, một bài học ngắn, nhưng mà Chúa ơi, đó là một bài học cần thiết cho chúng con. Xin giúp chúng con, xin hiện diện, xin Ngài là giáo sư lớn, xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con. Và không, trong vòng chúng con không có ai hướng dẫn ai hết, nhưng vì chính Chúa là đấng hướng dẫn chúng con. Ôi thật tuyệt vời, con cảm ơn Chúa. Xin mời Ngài đến ở trong thời giờ học chúng con và là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa và dâng thì giờ còn lại, dâng hết thảy đời sống của chúng con, của ông bà anh chị em con, dâng những sự nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày hôm nay, để hết thảy chúng con được phước hạnh khi chúng con được ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời khi chúng ta được làm con cái của Chúa, và chúng ta trong Chúa chúng ta là anh em với nhau, được gần gũi nhau, đó điều chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ lại hay nói nhiều quá, thành ra sợ bài học nó lại dài rồi bị áp lực. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe ngay cái bài học hôm nay, đó là bài học Kinh Thánh hàng ngày ở trên trang web bài giảng tin lành .com. Tại sao lại nhắc bài giảng tin lành .com? Bởi vì cảm ơn Chúa đã có một người cháu mới tin nhận Chúa, mới vừa làm báp têm nhưng rất yêu mến Chúa, và lại nói với cháu là thôi con từ từ hãy làm, đừng có thức 12 giờ đêm rồi đăng cái bài như vậy thì con thức hoài không có tốt. Cháu nói không, con phải đăng sớm vậy để ông bạn cho em vô coi có mà coi, chứ nếu mà con đi học đi làm rồi đi học rồi đi nói chung trong công việc của cháu nữa, rồi tới chiều con mới đăng thì trễ lắm, ông bạn cho em không coi. Cho nên cháu thức tới 12 giờ đăng là cháu mới ngủ. Cho nên cảm ơn Chúa, đó là một cái tấm lòng ở trước mặt Chúa. Cháu của Lợi tên là Thu Vân, nguyên bạn cho em cũng cầu nguyện cho Thu Vân
để Thu Vân cũng được ơn của Chúa trong những bước đường tập tành hầu việc Chúa, thấy bước với Chúa và tập tành hầu việc Chúa, đó là điều cảm ơn Chúa. Và chúng ta cùng nghe bài học hôm nay, đó là cái đề tựa là bầu không khí khích lệ, có ở trên trang web bài giảng tin lành.com. Quý mạnh chị em cũng có thể vào đó xem lại mỗi ngày. Bây giờ chúng ta cùng cùng nghe với nhau. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hằng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Bầu không khí khích lệ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Roma đoạn 15 từ câu 1 đến câu 7. Chúng ta là người mạnh, phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình, để giúp ích và xây dựng họ. Vì Đấng Christ cũng không làm vừa lòng chính mình, như có lời chép, lời nhục mạ của những kẻ phỉ báng Ngài đã đổ trên con. Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng. Cầu xin Đức Chúa Trời của sự kiên định và khích lệ giúp anh em sống hòa hợp với nhau theo gương Đấng Christ Giêsu, để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Roma đoạn 15 câu 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Tôi rất được khích lệ mỗi khi ghé vào trung tâm thể hình gần nhà. Tại nơi nhộn nhịp đó, tôi nhìn thấy những con người đang cố gắng cải thiện thể chất và sức khỏe của mình. Họ treo những tấm bảng nhắc nhở chúng tôi không phán xét người khác, nhưng nên nói và làm những gì khích lệ nỗ lực tập luyện của mọi người. Thật là bức tranh tuyệt vời về lĩnh vực đời sống thuộc linh. Đôi khi những người đang cố gắng điều chỉnh đời sống thuộc linh, cố gắng tăng trưởng trong đức tin, lại cảm thấy như mình lạc lõng bởi vì đời sống thuộc linh chưa xứng hợp, chưa trưởng thành trên bước đường theo Chúa giống như người khác. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời đề nghị ngắn gọn và rõ ràng này: anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau. Ông viết cho những tín hữu tại Roma rằng mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Khi nhận biết Cha Thiên Thượng đầy ân điển và lòng yêu thương đối với chúng ta, hãy bày tỏ ân điển của Chúa cho người khác bằng lời nói và hành động đem đến sự khích lệ. Khi chúng ta tiếp nhận nhau, hãy phó thác sự tăng trưởng thuộc linh của mình cho Chúa, cho sự hành động của Thánh Linh Ngài. Và đang khi chúng ta bước theo Ngài mỗi ngày, ước mong rằng chúng ta cũng tạo ra bầu không khí khích lệ cho những anh chị em trong Chúa Giêsu khi họ cũng hướng tới sự tăng trưởng trong đức tin. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con luôn khích lệ người khác. Xin hướng dẫn con để không nói những điều làm họ ngã lòng, nhưng sẽ khích lệ họ bằng bước đi khăng khít với Chúa hơn trong tình yêu của Ngài. Amen. Lời nói khích lệ có thể tạo nên sự khác biệt giữa bỏ cuộc và tiếp tục tiến bước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hằng Ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Cảm ơn Chúa. Có cái này nói ông bạn chị em nói trước, tại vì sáng hôm nay khi mà lại dậy sớm để học cái bài này thì gần đây có một cái là biết được một cái việc là cũng hơi buồn buồn, thì tự nhiên sáng hôm nay cái bài học này có liên quan đến vấn đề đó, thì lại cũng nói là xin Chúa cho con nói nhiều hơn bình thường chút xíu, xin Chúa cho con học dài hơn bình thường chút xíu. Cho nên giờ nói với quý mạnh cho em là lỡ như hôm nay mà có dài hơn chút xíu thì xin cũng thông cảm, đừng có trách lại là sao chiếm dụng thời gian nhiều quá. Chúng ta cùng học. Trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta đó, chúng ta đối diện với rất là nhiều chúng ta có thể tiếp xúc với anh em của mình ở trong Chúa, chúng ta có thể tiếp xúc với công việc ở bên ngoài,
Có thể nói rằng chúng ta đối diện với rất là nhiều thứ. Có những thứ giúp cho chúng ta khỏe mạnh, có những thứ giúp cho chúng ta tươi, như là về cái tinh thần, về thể chất được tốt hơn, nhưng cũng có những việc làm cho chúng ta tệ hơn về thể chất, về tinh thần. Về thể chất thì có thể là việc ăn uống, ăn những cái thức ăn ở đời này, những cái điều mà nó làm cho cơ thể chúng ta mau xuống cấp hay là hư hoại, nhưng mà cũng có những cái thức ăn làm cho chúng ta bổ dưỡng. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng gặp nhiều điều, có những điều làm cho tinh thần của chúng ta gọi là tốt hơn, nhưng cũng có những điều làm cho chúng ta tệ hại hơn trong vấn đề tinh thần. Và một trong những cái điều đó là khi chúng ta cảm nhận được cái điều đó thì chúng ta cũng có thể thay đổi được điều đó. Thí dụ về vấn đề ăn uống, khi chúng ta biết những cái món ăn nào ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, nào là quá chất, nào là tệ hại, thì chúng ta có thể thay đổi trong cái cách ăn của mình. Hay là chúng ta gặp những cái chuyện làm phiền lòng, tư tưởng của chúng ta, trong tư duy của chúng ta là tư duy tiêu cực, thì lời của Chúa những ngày qua dạy chúng ta là chúng ta phải suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực, phải nhờ cậy nơi Chúa, phải như thế này như thế kia, rồi chúng ta cũng có thể thay đổi được. Và khi chúng ta đã cảm nhận được rằng chúng ta có thể thay đổi chính trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta nên nhớ một điều là chúng ta cũng có thể giúp cho anh em của chúng ta thay đổi được. Về thể chất, chúng ta có thể phân tích cho anh em chúng ta thấy rằng thức ăn nào là những thức ăn có hại, thức ăn nào là những thức ăn có lợi để bồi bổ cho phần thân thể của chúng ta. Về tinh thần, chúng ta cũng có thể giúp cho anh em của chúng ta được thoải mái, được gọi là khích lệ để tăng trưởng, hay là chúng ta đè anh em chúng ta trong những lời khiển trách. Bài học sáng nay nói về sự khích lệ, và lại cũng muốn học luôn cái trái lại với cái sự khích lệ, đó là sự khiển trách. Sự khiển trách, khiển trách ở đây nó mang cái tính chất, nó không phải là góp ý xây dựng, mà cái từ khiển trách có thể là lời nói nó chưa có đúng với cái ý mà lời định nói. Đó là chúng ta trách móc, trách móc có nghĩa là chúng ta tìm cách, chúng ta gặp anh em chúng ta là chúng ta sẽ lôi ra những cái này cái kia, những cái điều mà chúng ta thấy anh em của chúng ta chưa có làm tốt, hoặc là anh em chúng ta lỡ va vấp, chúng ta moi ra chúng ta nói, đó là chúng ta khiển trách. Khiển trách, cho nên khiển trách ở đây nó là trách móc á, chúng ta phải hiểu như vậy. Và cái điều đầu tiên mà sáng hôm nay lời được Chúa cho học được, đó là khiển trách người khác là chúng ta tự đưa mình vào cái bẫy kiêu ngạo. Tự đưa mình vào cái bẫy kiêu ngạo. Khi khiển trách người khác, khi trách móc người khác, không phải cái người bị trách móc chịu thiệt không, mà chính chúng ta là người tự đưa mình vào trong cái bẫy kiêu ngạo. Khoan nói về cái chuyện người khác sẽ bị tổn thương, khoan nói về chuyện người khác sẽ bị cái gì, nhưng trước hết chúng ta là người bị rơi vào cái bẫy kiêu ngạo. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi khiển trách người khác có nghĩa là tôi cho rằng tôi tốt hơn người khác. Người Pharisee tới khiển trách Chúa, nói rằng ngôn đồ của thầy bứt bông lúa trong ngày Sa-bát, môn đồ của thầy chữa lành trong ngày Sa-bát. Và ý họ muốn nói rằng thầy, chính Chúa Giê-xu cũng là người đã chữa lành người khác trong ngày Sa-bát. Có nghĩa là họ đang nói họ là một người không có vi phạm gì hết, mà họ kể tội Chúa, kể tội người khác. Họ đang kiêu ngạo. Chúa nói họ là mồ mả tô trắng. Họ là những người bề ngoài tưởng như là tốt đẹp, nhưng ở bên trong đầy, chính là một bộ xương khô, đầy những tội lỗi. Thì chúng ta khiển trách người khác, chúng ta kể tội người khác, chính là chúng ta đang ở trong cái bẫy kiêu ngạo. Nếu như chúng ta vì tình yêu thương, chúng ta góp ý thật sự, chúng ta xây dựng thật sự, thì cái bẫy đó chúng ta không bị dính.
nhưng mà rất là dễ, bởi vì cái lằn ranh, cái sự phân định giữa cái sự đóng góp trong tình yêu thương với cái sự khiển trách, trách móc nó rất là mong manh và dễ lắm chúng ta sập vào cái bẫy kiêu ngạo. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là một người tốt, tôi không có giống như anh, giống như chị, giống như ông bà, anh chị em, tôi không có vi phạm, tôi không có bỏ nhóm, tôi không có nói dối, tôi không có, tôi không có. Một người đến với Chúa và nói rằng tôi giữ luật pháp một cách trọn vẹn từ thuở nhỏ, tôi giữ thế này thế kia, thế này thế kia. Chúa nói hãy về bán hết gia tài mà đi theo Chúa, hãy về bán hết gia tài mà đi theo Chúa, từ bỏ hết tất cả những cái điều đó, những cái điều mà giữ đó đối với Chúa không ý nghĩa. Phải bước theo Chúa, từ bỏ hết mọi sự. Chúng ta có thể từ nhỏ chúng ta là một người rất yêu mến Chúa, có thể chúng ta là một người đi theo sự dạy dỗ của gia đình, một cái truyền thống ở trong Chúa rất là tốt. Có thể chúng ta không va vấp một cái điều gì hết. Và dễ lắm, những cái điều chúng ta có đó, những điều chúng ta được đó, lại trở nên những điều kiêu ngạo khi chúng ta trách anh em của mình. Bởi vì nếu chúng ta chịu nghe, chịu học lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa từ đầu cho đến cuối đều nhắc nhở chúng ta hạ mình, khiêm nhường, không trách móc anh em. Lời Chúa nói rằng chúng ta thấy cái rác ở trong mắt anh em mình mà không thấy cái đà, cái dòng sóc ở trong mắt của mình. Chúng ta luôn xem mình là hơn người khác, cho nên Chúa phải dạy là chúng ta phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Lời của Chúa rất là hay, cho nên điều đầu tiên chúng ta học được, nếu như chúng ta không khích lệ anh em chúng ta mà chúng ta trách móc, chúng ta khiển trách, thì chính chúng ta đang đặt mình ở trong cái bẫy của sự kiêu ngạo và rất là dễ để chúng ta sập bẫy. Đây là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, chỉ có những người thấp kém mới ra vẻ khiển trách người khác. Chỉ có những người thấp kém mới ra vẻ khiển trách người khác, cố đè bẹp người khác để có dịp leo lên. Đúng không? Có những người khi mà làm việc dưới trướng một người đó, thay vì mình nể cái người lãnh đạo, mình cùng làm với người lãnh đạo, thì mình lại sao? Lại ghim ở trong bụng đó, là một ngày nào đó anh sẽ biết tay tôi, một ngày nào đó tôi sẽ lên cái vị trí của anh. Khi bị người lãnh đạo nhắc nhở, khi bị người lãnh đạo nhắc nhở hay người lãnh đạo gọi là kỷ luật, khiển trách, khi mà mình làm sai, nhớ nha, mình làm sai thì người lãnh đạo khiển trách. Nãy mình học ở vị trí người lãnh đạo thì không có khiển trách, nhưng mình đang ở vị trí người dưới, ở trên nhắc nhở, trách mình, đưa ra một cái kỷ luật, thì bắt đầu sao? Bắt đầu giận lên và nuôi ở trong lòng một cái gì đó, có cái cơ hội là phải đè bẹp mà leo lên. Ở ngoài đời người ta làm chuyện đó rất là nhiều, mà nếu chúng ta đừng có tưởng là chúng ta trong Chúa chúng ta không có, cũng có. Và lại đã từng chứng kiến rất rất là nhiều trường hợp như vậy, luôn tìm đủ mọi cách để hạ bệ lẫn nhau, để leo lên. Và khi mà tìm được cái dịp đó để trách móc, để khiển trách người khác cùng cấp với mình, khác cấp với mình, thì là vì sao? Bởi vì mình thấp kém, mình mới làm cái điều đó. Thấp kém mình mới làm điều đó. Mình không có hơn được người ta, cho nên mình cơ hội, mình lợi dụng cái lúc mà người ta đang yếu, người ta đang lỡ, thì chúng ta tấn công. Đó là hành động của người thấp kém, thua người khác. Cho nên mới tìm cái dịp để mà leo lên, để hạ uy tín của người khác. Cho nên nếu chúng ta là một người mà trách móc người khác, tìm cách là moi ra những cái khuyết điểm của người khác, không khích lệ người khác, thì chính chúng ta là người thấp kém. Và chúng ta để ý, nếu là một người mà ở cái vị trí mà học cao hiểu rộng, ở vị trí cao rồi, thì người ta có cái lòng khoan dung độ lượng rất là lớn. Bởi vì nếu mà ai va vấp thì người ta nghĩ rằng sao? Tại vì cái người đó là cái người dưới mình, cái người đó là cái người dưới mình, là cái người không có hiểu biết bằng mình, là cái người chưa đạt được cái trình độ như mình, thì cái người đó bị va vấp, bị không làm trọn cái điều đó là đương nhiên. Mình là người trên, mình phải có trách nhiệm là
giúp đỡ, nâng đỡ những người ở bên dưới. Và khi đó cái sự khích lệ, cái sự nâng đỡ chính là thể hiện của cái người ở một cái đẳng cấp cao, một người trưởng thành ở trong Chúa. Cho nên quý bạn chị em ơi, mình trưởng thành trong Chúa chưa? Nếu quý bạn chị em vẫn còn trách móc người khác, không khích lệ người khác, chính là chúng ta còn thấp kém. Nhưng nếu chúng ta khích lệ người khác, chúng ta nâng đỡ những người khác, chúng ta lấy cái lòng khoan dung, độ lượng, yêu thương, nâng đỡ anh em của mình, thì chúng ta mới là người trưởng thành ở trong Chúa. Cậy ơn của Chúa chúng ta làm điều đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ học tiếp về cái vấn đề là cái lời khiển trách nó ảnh hưởng như thế nào, và cái lời khích lệ nó đem đến cái lợi ích như thế nào. Lời khiển trách vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nó đè bẹp người khác, đè bẹp anh em chúng ta. Nó thể hiện cái sự không thấu hiểu, không yêu thương, đúng không? Khi mà chúng ta đến, chúng ta khiển trách, mình đang nói theo cái chiều hướng tiêu cực nha. Còn cái mà đến mà nhắc nhở trong cái tình yêu thương thì hôm nay là không có nhắc. Bởi vì cái điều đó mình đã học những ngày qua rồi. Mình nâng đỡ anh em nhưng mà mình vẫn có thể nhắc nhở anh em. Lời của Chúa luôn nhắc, Chúa luôn cho roi cho vọt, nhưng ở trong tình yêu thương. Cái này nó khác hoàn toàn, lại đang nói với chiều hướng là khiển trách. Chút nữa lại sẽ ví dụ cho mình cho em nghe. Lời khiển trách vô cùng nguy hiểm. Nó đè bẹp người khác. Nó thể hiện sự thiếu, không có thấu hiểu lẫn nhau, không có yêu thương nhau. Cái câu chuyện buồn mà lại muốn nói đó là gì? Đó là lại biết có một người bạn, có những người bạn, có nhiều trường hợp, nhiều những trong tuần qua nghe nhiều trường hợp, có trường hợp một người mới tin Chúa bước vào trong nhà Chúa sinh hoạt với anh em. Bây giờ nghe tin là không đi nhóm nữa và bảo rằng bây giờ đi chùa rồi, bây giờ đi thờ cúng ở bên ngoài, không có đi nhóm nữa. Với lý do gì? Lý do là khi bước vào trong nhà của Chúa thì nghe, không có ai chê trực tiếp, nhưng mà nghe những anh em bàn luận với nhau và chê cười mình, chê những cái sản phẩm mà mình bán, chê cái công việc của mình, bàn luận với nhau thôi. Và người đó đã nghe, người đó buồn, người đó rút lui, và người đó giận, người đó nói là không đi nhắm nữa. Và đôi khi chúng ta không có nói thẳng, nhưng mà chúng ta nói hành đó, chúng ta nói hành loáng thoáng với nhau về một người thứ ba vắng mặt, có mặt ở xa. Chúng ta loáng thoáng, chúng ta nghĩ là người ta không biết, nhưng mà cái điều đó nó lại làm tổn thương rất là lớn, rất là lớn. Người ta nói là người ta bước vào trong đó, người ta biết là người ta xấu, người ta biết người ta bất toàn, người ta biết người ta dốt, người ta biết, người ta nói người ta biết hết đó. Nhưng mà người ta nghĩ là người ta vào đây để nhận được cái sự khích lệ, nhưng mà người ta vào đây không nhận được cái sự khích lệ. Vậy thì nơi đây nói có tình yêu thương là sao? Cho nên chúng ta phải thể hiện đúng ở trong cái mọi cái cách sống của mình. Mỗi khi chúng ta nói, chúng ta phải suy nghĩ đến cái lời nói của mình có làm một cái mũi tên, có làm một cái con dao sát thương hay không. Lại thích ông mục sư Trần Mạnh Hùng, bữa ông giảng ông cầm cái chiếc guốc của một người tín đồ ngồi dưới, ông cầm vậy, ông quơ vậy nè, ông quơ giống như ông quăng vậy nè. Ồ, nhiều người chắc sốc á, nói ông sao ông dám làm chuyện đó. Nhưng mà ông nói nếu bây giờ tôi quăng cái dép này xuống thì sao, thì sẽ trúng một anh em chúng ta, đúng không, sẽ trúng một anh em chúng ta. Rồi ông bỏ cái dép xuống, ông nói nhưng mà nhiều người nói rằng ở quăng như vậy thì trúng anh em chúng ta, không được quăng. Nhưng mà nhiều người trong cuộc sống quăng một cách vô tội quả. Ông nói quăng bằng cái gì? Quăng bằng lời nói. Nói một cách vô tội quả và nó luôn trúng anh em chúng ta. Cũng làm anh em chúng ta tổn thương, làm anh em chúng ta đau. Ồ, một cái ví dụ rất là tuyệt vời. Lại thích những bài giảng như vậy. Lại thích cái phong cách như vậy. Rất là tự nhiên. Nhưng lời của Chúa đến. Quý bạn cho em có thể vào trang web bài giảng ngân hành.com xem các bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng. Và cảm ơn Chúa, trong cuộc sống đôi khi chúng ta văng lời nói của chúng ta một cách vô tội vạ, làm anh em chúng ta đau lòng. Đó là chuyện thứ nhất là nghe là buồn. Chuyện thứ hai là có những anh em trong Chúa đau bệnh,
và đâu phải ai cũng giống ai. Có những người đau bệnh thì đến thể hiện cái sự đau bệnh để nêu năng đề cho nhiều anh em cầu nguyện. Nhưng có những người họ đau bệnh, họ lại chịu một mình, bởi vì họ nói rằng sợ những người khác biết mình đau bệnh rồi lo lắng, những người thân lo lắng, cho nên họ giấu. Họ giấu cái năng đề của mình. Có những người gặp năng đề nữa, họ giấu cái năng đề của mình. Năng đề đó có thể là bệnh, năng đề đó có thể là về vật chất, về sự thiếu thốn, hay là một cái sự đau buồn về tinh thần. Anh em chúng ta giấu. Và anh em chúng ta cũng có chia sẻ cho các mục sư, cho những anh em nào mà gọi là kính nguyện, biết giữ cái sự tôn trọng đó để cầu nguyện với Chúa. Chứ không phải anh em chấp nhận cô đơn mình đâu. Mình biết là anh em đó đã đến để mà chia sẻ với mục sư, chia sẻ với những người cần thiết cầu nguyện. Và anh em đó, anh chị em đó đã chịu đựng cả một cái quãng thời gian ở trong cái năng đề của mình. Và khi mà Chúa giúp chữa lành, giúp vượt qua rồi, thì anh chị em đó mới đến với nhà của Chúa. Thì cái điều họ nhận được đó là gì? Chúng ta lưu ý nè. Điều họ nhận được khi bước vào gặp những người cùng sinh hoạt chung trước đây, thì đầu tiên nhận được là gì? Sao mày bỏ nhóm? Sao mày bỏ nhóm những ngày qua? Tại sao? Yếu đuối hả? Tao nghe đồn là mày như thế này, như thế kia. Tao nghe đồn. Không được nhỉ nha. Phải. Nếu như người đó là một người không ở trong sự nhiệm của Chúa, không được vững vàng, thì sự suy sụp sẽ rất lớn. Suy sụp rất lớn. Tôi bệnh, tôi có năng đề, ai hiểu biết? Anh em có biết không? Anh em có quan tâm không? Anh em giúp đỡ không? Đúng, tôi công nhận là do tôi không nói cho nên anh em không biết. Nhưng sự quan tâm của anh chị em ở đâu? Tôi vẫn có chia sẻ với mục sư, tôi vẫn có chia sẻ với những anh em quen biết. Thì tại sao ạ? Có nhiều người biết, cũng có nhiều người hỏi thăm, quan tâm, biết và thấu hiểu. Thì tại sao anh chị là những người không chịu đến hỏi rằng à, những ngày qua em ở đâu? Có chuyện gì không? Hay có năng đề gì không? Có gì để chị cầu nguyện không? Chứ chị cũng nhớ và chị cầu nguyện cho em mà không thấy em. Thay vì một cái câu nói như vậy, nhưng mà chúng ta lại sao? Chúng ta lại nghe nói mày vậy bỏ nhóm rồi, chúng ta đè anh em chúng ta một cái ầm luôn về sự tổn thương đó. Và lại đi thăm viếng, lại nhận thấy cái sự trách móc đó nó đè bẹp anh em chúng ta. Có những người về đi làm không nổi luôn, có những người về không ăn không uống được luôn, khóc suốt luôn. Chỉ một lời khiển trách thôi, có những người khóc suốt luôn. Có những người không khóc ra bằng nước mắt, nhưng mà khóc ở trong lòng, nhìn thấy xuống sức luôn, nhìn thấy xuống thấy rõ luôn, không vui được, không cười được. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao anh em trong Chúa không hiểu mình? Tại sao không cái năng đề mình đã cố gắng không để ảnh hưởng đến mọi người thì mọi người lại không hiểu mình? Đây là một vấn đề mà hôm nay lại xin Chúa cho lại nói nhiều là như vậy. Bởi vì lại chứng kiến đau lòng lắm, rất đau lòng. Và trong cuộc đời của lại cũng đã bị như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì chúng ta là những người có Chúa. Chúng ta là những người có Chúa. Cho nên gì? Trong cái cơn đau buồn đó, chúng ta nhờ cậy nơi Chúa. Và Chúa là đứng ở bên cạnh, yên ủi, khích lệ. Lại cảm thấy tình yêu của Chúa quá dư, quá đủ, quá dư để cho lại bước đi theo với Chúa. Dù anh em có thể nói không đúng về mình, dù anh em có thể khiển trách mình, anh em có thể nói xấu mình, anh em có thể, hoặc là trong cái va vấp của cuộc đời mình, anh em không có hiểu, không có thông cảm, không tha thứ, nhưng Chúa luôn hiểu và Chúa luôn tha thứ. Chính tình yêu của Chúa ở bên cạnh giúp đỡ lại vượt qua. Cho nên sáng nay cũng có thể có những ông bà anh chị em là những người chưa tin nhận Chúa, hoặc là những người đang mới bước đầu theo Chúa, nghe hồi nãy giờ ơi sao thấy tiêu cực như vậy, sao thấy trong nhà Chúa không có tình yêu thương như vậy, thì xin thưa rằng luôn luôn có những cái góc khuất, nhưng thật sự ở trong Chúa rất nhiều tình yêu thương. Quý mạnh chị em đến đi sẽ nhận được. Mình trong Chúa thì mình nói thật hết tất cả mọi khía cạnh, không phải lúc nào cũng nói tốt. Nhưng có một điều mà cam đoan với ông bà anh chị em, đó là Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, Chúa luôn luôn đỡ nâng chúng ta, và Chúa luôn luôn sẵn sàng làm nơi để chúng ta dựa vào, vì Ngài là vần đá để chúng ta nương tựa. Cứ chạy đến với Chúa,
Cho nên nếu mà anh chị em đang rơi vào cái trường hợp bị người ta khiển trách, người ta không hiểu, người ta trách làm như vậy, chạy đến với Chúa đi. Ở nơi Chúa có sự yên ủi, ở nơi Chúa có sự khích lệ cực kỳ lớn, và chúng ta tìm ở đâu? Tìm ở đâu để được cái sự khích lệ lớn bằng sự khích lệ của Chúa? Chúa là quá tuyệt vời. Cho nên lại đã từng bước qua những cái sự khó khăn đó nhờ vào chính Chúa. Một chút xíu nữa sẽ có câu kinh thánh mà lại học được để cùng nhau học. Quý mạnh cho em hôm nay sẽ rất là dài. Quý mạnh cho em nào mà cảm thấy tới đây mình phải đi làm, ngưng lại lời xin Chúa rồi, và có nói quý mạnh cho em thông cảm rồi, cho nên sẽ học rất dài, mặc dù lại đang rất là áp lực về thời gian phải đi nhóm nữa. Rồi thể hiện cái điều mà chúng ta không yêu thương đó, nãy giờ lại kể rồi. Và có một cái nữa là chúng ta giết chết cái niềm hy vọng, cái lời trách móc, cái lời thay vì cái khích lệ thì bây giờ chúng ta trách móc đi ngược lại khích lệ á, là giết chết cái niềm hy vọng. Có người chị em kể cho Lợi nghe mà là giật mình luôn. Người chị em nó nói rằng thấy trong cuộc đời y vậy đó, là một người nuôi con và suốt ngày cứ chửi mày ngu quá, mày dốt quá, mày học cái này mày chỉ có chân dịch thôi, mày không thể nào mà học khá lên được, mày chỉ chân dịch thôi. Suốt ngày dùng cái lời nói đó đè cái đứa nhỏ, đàn áp đứa nhỏ. Và nó là sao? Nó suy nghĩ trong đầu là đúng rồi, mình học vậy thì mình chỉ có chân dịch thôi, vậy học chi? Mình dốt, mình bị thiểu năng, mình bị đầu óc, mình không có phát triển, mình học không có vô. Cô giáo dạy hoài, cố gắng học không vô, về mẹ nói đúng á, chửi mình nhưng mà mẹ nói đúng á. Và cuối cùng những đứa đó nó đi chân dịch, nó đi chân dịch. Nhưng có một câu chuyện, lời khích lệ đưa người ta đến sự nâng đỡ, đưa đến sự thành công. Cái lời khiển trách, lời rủa xả, cái lời mà trách móc miệt thị đó đó, thì đưa con người đến cái sự mất đi hy vọng, mất đi cái tương lai. Nhưng lời khích lệ đưa người ta đến cái sự nâng đỡ, đưa đến thành công. Có một câu chuyện là đã nghe mà tiếc, lại tiếc là lúc đó lại nghe lại nắm cái ý thôi, lại không có nhớ tên. Đó là có một nhà khoa học, một nhà bác học nào đó, hay là một nhà hiền triết nào đó, nói chung là một người có học đó, thành công đó, thì ông kể lại là gì? Ngày xưa ông đi học thì có lẽ là ông, vì ông tìm hiểu quá, vì ông đam mê cái ham muốn học hỏi đó, nên ông hỏi thầy cô, ông nói những cái điều mà giống như là người ta cho rằng ông là tự kỷ. Bởi vì ông là đi trước thời đại á, ông nói những cái điều mà thầy cô, ông nói rằng thầy cô không có đủ trình độ dạy em, cái kiểu vậy đó. Bởi vì ông quá giỏi đi, đến nội trường viết một cái giấy gửi về cho bà mẹ là gì? Đuổi học với cái lý do là cái cậu này cậu chê hết trơn giáo viên à. Ai dạy cậu cũng chê, cậu đòi cái gì, cho nên là trường không chấp nhận, đuổi học. Khi bà mẹ nhận được cái giấy đuổi học đó, bà mẹ rất là buồn, vì không biết nói con sao hết. Thì người con về, bà nói rằng con ơi, thôi bây giờ hai mẹ con xin chuyển trường, đi sang cái trường khác. Cái nhà bác học đó, lúc còn nhỏ mà hỏi, ủa sao kỳ vậy mẹ? Thì thay vì mà mẹ nói là trường gửi cái giấy đuổi học, đúng không? Thì bà nói trường gửi một cái giấy khen con, nói rằng con, đầu óc con rất là thông minh, mà nếu con học ở cái trường này thì ổn phí lắm, cho nên con phải học ở một cái trường xứng đáng hơn. Và sau này chuyển trường, và ông đã học để trở thành một nhà khoa học, một nhà bác học. Đến sau này khi mẹ ông qua đời, ông lục lại trong giấy tờ của người mẹ mới nhận lại được cái phong thư, trong đó có cái giấy đuổi học của trường. Ông mới cảm ơn mẹ. Bởi vì nếu như ngày hôm đó mà mẹ nói là trường đuổi học, ông sẽ suy sụp, và ông sẽ không được như ngày hôm nay. Chúng ta thấy không? Chúng ta luôn có sự lựa chọn khích lệ để giúp cho anh em chúng ta, hay chúng ta khiển trách, chúng ta trách móc, chúng ta đè bẹp anh em chúng ta bởi những cái lời miệt thị, rủa xả. Rồi, câu chuyện ra như thế này, trong lại được học, cho nên lại đây là chính cái điều mà lại đã nhận được, và cảm ơn Chúa. Là nhớ ở đó, lại thì đi nhóm ở Hội Thánh Tin Lành Thiện Nghè, trước đây là lại nhóm ở Hội Thánh Thiện Nghè. Bây giờ thì do là mình đi quay nhiều nơi đó, cho nên mình không có làm nhân sự ở một hội thánh. Cái này là mình có xin Chúa, mình đi quay nhiều bài giảng để
cho nhiều ông bạn chị em nghe. Cho nên lúc đó lại nhớ mùa Thánh Thị Nghè. Thì cái lợi làm cũng ở Bình Thạnh thôi. Vậy có một hôm đang làm vậy, tự nhiên cái ông mục sư Nguyễn Hữu Bình, ông ghé ông thăm. Mục sư Nguyễn Hữu Bình ghé thăm. Mục sư Nguyễn Hữu Bình lúc đó quản nhiệm Hội Thánh Gia Định. Quản nhiệm Hội Thánh Gia Định. Lại không phải là thành viên trong Hội Thánh của ông, lại không phải là chiên của ông. Mà ông đến, ông đó nói rằng tôi đi thăm viếng tín đồ ở gần đây, cho nên tôi nhớ tới anh, tôi ghé cầu nguyện cho anh. Và ông hỏi thăm về công việc, rồi ông đề nghị ông cầu nguyện. Nói thật, lại khóc, lại cảm ơn Chúa vì đó lại xem như là sự thăm viếng của chính Chúa, một sự khích lệ từ nơi Chúa. Đầy tớ của Chúa được Chúa sai phái để đến thăm lại, rất khích lệ. Mặc dù mình không phải là chiên của ông, mình không phải là thuộc viên ở trong Hội Thánh của ông quản nhiệm, trong khi ông quản nhiệm của mình thì tại vì gần quá, thân quá, gần gũi. Ông quản nhiệm của mình là mục sư Bùi Trung Thành. Ông thì rất, ông mục sư Bùi Trung Thành thì rất là hiền, lại thương ông lắm. Lại phải nói là lại ở trong nhà thờ luôn, mà có giai đoạn lại ở trong nhà thờ. Lại gần gũi với mục sư lắm, cho nên quen quá rồi mục sư không có đi thăm. Bởi vì ngày nào cũng gặp anh Lợi, ngày nào cũng nói chuyện với Lợi và làm việc chung nữa trong chấp sự với mình, được làm chấp sự cùng làm việc với ông mục sư. Thì ông thấy mình nghĩ là mình là người mạnh mẽ cần gì thăm. Nhưng mà khi được một người mà không phải trách nhiệm người đó thăm mình lại đi thăm mình thì rất là khích lệ. Cho nên đây là cái điều mà lại học được, đó là nhiều khi một mục sư, một đầy tớ của Chúa hay một người mạnh mẽ vẫn cần được sự khích lệ, được sự khích lệ rất cần. Cho nên nếu như ai trong chúng ta có ơn mà Chúa nhắc nhở để chúng ta có thể khích lệ, chúng ta có thể thăm một ai đó, dù người đó là một mục sư, dù người đó là một chấp sự, dù người đó là một người rất là mạnh mẽ, thì chúng ta cứ đến thăm để khích lệ, rất quan trọng. Ông Môi-se lại có một cái bài mà học riêng cho lại, đó là Môi-se còn có lúc mỏi tay. Môi-se còn có lúc mỏi tay. Ông giơ tay lên dân sự thắng, nhưng có lúc ông mỏi tay, ông đưa xuống thì dân sự thua. Phải có hai người kê tay lên. Cho nên chúng ta phải khích lệ, dù cái đối tượng, đối phương hay là cái người đối diện chúng ta là người mạnh mẽ hơn chúng ta. Họ có thể trong đầu chúng ta, tư tưởng chúng ta không cần, họ là những người không cần khích lệ, nhưng họ vẫn cần được khích lệ. Cảm ơn Chúa. Một bài học nữa là học được, đó là anh trưởng ban, thầy với anh trưởng ban Nguyễn Văn Lộc. Anh trưởng ban đây là một người lại nhớ tới bây giờ, là bởi vì như thế này. Khi mà lại mới trong thanh niên thôi, còn non trẻ thôi, thì anh là trưởng ban và dưới anh thì có khoảng 10 người làm ban điều hành. Ban điều hành thì khi mà họp, anh có những cái tư duy rất là tích cực. Anh có tư duy tích cực lắm, có nghĩa là anh luôn đi trước thời đại đó. Anh đưa anh em đến những cái bài học kinh thánh, những cái cách làm việc thiệt là hiện đại, thiệt là mới. Lúc đó ban thanh niên đang lèo tèo bình thường, đang phát triển một cách bình thường. Khi anh vào, anh thay đổi hết. Anh thay đổi hết, kệ ơn Chúa anh thay đổi. Thì mỗi người ban điều hành họp lại, phân định một trách nhiệm. Anh giao hết trách nhiệm cho mọi người, anh không nhận trách nhiệm gì hết. Anh trưởng ban không nhận trách nhiệm gì hết trơn. Lúc đầu mà mọi người nói, đàn giao cho người đàn, tập hát giao cho người tập hát. Thăm viếng giao người thăm viếng, truyền giảng giao người truyền giảng, lúc đó là nhận công tác truyền giảng. Chia hết xong rồi anh bắt mọi người là về làm một cái kế hoạch. Hồi xưa giờ làm gì có làm cái kế hoạch. Anh bắt mọi người phải lên một kế hoạch chi tiết, cụ thể, làm cái gì, những gì làm hết. Cuộc họp tới sẽ trình bày. Anh không nhận gì hết trơn. Lúc đó mọi người làm mệt mỏi. Lại nói, chàng ơi, giờ giao cho mình làm cái trách nhiệm này, mình tâm sáu, mình đâu có biết gì đâu. Rồi đến một ngày khi buổi chiều, đang mệt với cái công việc, lại nặng đầu với cái chuyện mà cái kế hoạch đó. Mặc dù trước đó anh đã dạy cái cách lập kế hoạch nha, anh dạy rồi anh mới đưa nha, anh mới giao. Tự nhiên anh dừng ở trước chỗ lại, anh ngừng xe trước chỗ lại. Anh là người đi làm công việc, anh cũng bận rộn, anh làm lớn lắm. Dừng xe trước chỗ lại, anh bước vô. Anh nói lại, rảnh không? Rảnh chưa? Mà đương nhiên là rảnh rồi, mình hết giờ làm rồi. Đi ăn chút xíu,
đi ăn, anh mời lại ra ăn. Khi mà ngồi ăn, anh mới hỏi thăm. Bữa giờ làm khó khăn gì không? Hỏi thăm công việc, xong rồi hỏi thăm việc Chúa. Kế hoạch làm tới đâu rồi? Có khó khăn gì không? Anh bắt đầu anh chỉ. Mình nói ra những cái ý tưởng của mình, nói ra những khó khăn anh chỉ. Ô, chỉ cần anh vẽ lên một vài cái anh chỉ những cái chỗ mà mình cần phải sửa nè, những cái chỗ mình cần phải thêm nè, anh vẽ lên cái bữa ăn nó trở nên nó ngon vô cùng. Không phải ngon vì cái thức ăn không đâu, mà nó ngon vì nhận được một cái điều rất là khích lệ từ người lãnh đạo, khích lệ vô cùng. Ô, thì ra là sao, anh vẫn dõi theo từng người, nay gặp người này mai gặp người kia, anh rủ ăn, anh rủ uống cà phê, anh hỏi thăm, anh nhắc họ, anh chỉ họ, dẫn dắt, phải nói là cầm tay chỉ luôn. Chỉ cần chỉ chút xíu thôi, mọi người chạy ao ao ao. Năm đó đưa kế hoạch ra trong cái cuộc họp, ai cũng trình bày, thuyết trình như là chí nghiệp, như là dân chí nghiệp. Ồ, thuyết trình công việc Chúa sẽ thế này, sẽ làm vậy, vậy, vậy. Và năm đó, ban thanh niên thực hiện, veo, veo, rác, 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 rác. Số lượng người tin Chúa tăng lên, các bạn yếu đuối được quay trở lại, nhóm lại. Ban hát được mạnh mẽ, ôi, mọi cái khía cạnh, mọi lĩnh vực đều lên. Bởi sao? Có một người trưởng trong cái lĩnh vực đó, anh trưởng ban chỉ cần chỉ đạo và lãnh đạo và khích lệ, mọi việc chạy rất tốt. Quá tuyệt vời luôn. Đó là một cái gương mà cho đến bây giờ lại luôn nhớ, cảm ơn Chúa. Và có một cái điểm đặc biệt là 10 người nhân sự ngày hôm đó bây giờ trở thành chấp sự, trở thành mục sư, quản nhiệm một hội thánh, trở thành những con người hầu việc Chúa hiệu quả, rất hiệu quả. Cảm ơn Chúa. Đó là anh đã học theo gương của Chúa Giêsu, khích lệ 12 môn đồ, dạy họ để họ trở thành những người vĩ đại, những người hầu việc Chúa, những sứ đồ. Ta cảm ơn Chúa, tuyệt vời lắm. Cho nên nếu chúng ta là những người lãnh đạo trong một cái nhóm nào đó, trong ban ngành nào đó, chúng ta hãy làm cái điều khích lệ đó. Nếu chúng ta chỉ là một tín đồ bình thường, chúng ta vẫn có thể khích lệ anh em chúng ta rất là hay. Và luôn nhớ là luôn luôn chúng ta có sự lựa chọn giữa khích lệ và khiển trách. Luôn luôn chúng ta rơi vào bẫy nào? Chúng ta rơi vào bẫy kiêu ngạo, chúng ta rơi vào bẫy khiển trách anh em chúng ta, hay chúng ta nhận được bài học từ nơi Chúa, chúng ta khích lệ anh em chúng ta để chúng ta tránh được cái bài kiêu ngạo đó. Cảm ơn Chúa. Cái câu kinh thánh lại có nói đến cái câu kinh thánh mà Chúa nhắc nhở lại rất là nhiều. Đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Ngay cái ngày đầu tiên bước vào trong ba thanh niên, thời thiệt là xa xưa đó. Đây là câu gốc của ba thanh niên. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hồi đó lại học cái câu này xong lại thấy bình thường. Chưa có làm gì cho Chúa đâu thấy gì đâu. Đến sau này khi mình làm cho Chúa, mỗi lần mình làm cái điều gì đó cho Chúa, mình được Chúa cho, đúng nghĩa mình dùng cái từ nó mới đúng, là làm cho Chúa là sai á, mà được dự phần làm công việc của Chúa, được, chứ không phải là mình làm cho, được, nhưng mà tại vì mình quen dùng, cho nên ông bà anh chị em thông cảm, nhiều khi cái thói quen á, chứ mình không có ý như vậy. Khi mà mình được dự phần để làm công việc của Chúa, thì có những lời bàn ra bàn vô, nó làm như vậy gì? Vì kiêu ngạo. Nó làm như vậy là để lấy uy tín cá nhân. Nó làm như vậy là cũng đương nhiên cũng có những người khích lệ. Ồ, làm, cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho anh cho chị để làm. Nhưng có những người cũng trách móc, nói hành. Chúng ta luôn gặp những điều đó. Và Chúa biết cái câu kinh thánh này lại thấy giống như là nói riêng cho lợi vậy đó. Cho nên quý mà anh chị em cứ học cái câu này cho riêng mình đi. Chúa biết chúng ta đi mỗi ngày trên cuộc đời này, khi chúng ta được Chúa cho làm một cái việc nào đó, chúng ta luôn nhận phải những lời khiển trách đau buồn. Cho nên Chúa luôn dành cho chúng ta một sự khích lệ, một sự khích lệ đặc biệt từ nơi Chúa. Vậy hỏi anh em yêu dấu của tôi. Khi mình đọc tới cái này mình thấy ôm Phaolô viết cho lợi nè. Ông nói mình là anh em yêu dấu của ông. Và lời của Chúa chính là lời của Chúa Giêsu, đúng không? Kinh Thánh chính là lời Chúa. Như vậy thì Chúa đang nói cái điều đó với mình. Con ơi, con yêu dấu của ta. Con lại ơi, con là bạn. Thấy không? Hỡi anh em yêu dấu của tôi, là bạn cùng làm việc với các thánh đồ. Chúa cũng nói chúng ta là bạn thân của Ngài nữa mà. Cho nên gì? Những điều chúng ta đang làm đó, Chúa
là người thân nhất bên cạnh chúng ta. Chúa hiểu chúng ta. Chúa dùng cái từ hỏi anh em yêu dấu của tôi. Lời khích lệ bắt đầu từ một cái lời rất là gần gũi. Hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy vững vàng, chớ rung động. Cái lúc đó là mình đang định rung động rồi đó, đúng không? Khi mình làm mà mình bị khiển trách, không thấy được nâng đỡ. Có một lần lại đề nghị Hội Thánh Chúa có một cái buổi cầu nguyện. Và một tháng cầu nguyện một lần cả Hội Thánh. Trước đó thì lại đã cậy ơn của Chúa để làm trong ban tráng niên. Là mỗi một tuần, mỗi một tuần có buổi cầu nguyện. Mình thấy Chúa đem, Chúa khích lệ, Chúa đem anh em đến gần gũi với Chúa và hiệu quả quá. Mình mới đệ trình lên, mình xin với ban chấp sự, với ông mục sư cho cầu nguyện cả Hội Thánh một tháng một lần. Kiên ăn cầu nguyện, nếu mà ai kiên ăn được kiên ăn, còn không tối thì tham gia. Cầu nguyện mà kiểu worship á, hát thờ phượng. Cuối cùng thuyết phục khó lắm, khó khăn lắm mới thuyết phục được. Nào là những khó khăn vậy vậy ai cũng cản trở mà. Cuối cùng thuyết phục được, thực hiện bữa đầu tiên trước quốc. Bữa đầu tiên trước quốc. Bởi vì sao? Bởi vì áp lực, nhiều người nó hát nhiều quá, đứng hát mỏi chân. À, như thế này, nếu trước trước cái thời giờ bắt đầu người ta nói ra. Bữa đó lại bị áp lực gì đó, lại hướng dẫn bữa đầu tiên mà lại áp lực. Nói nhiều thì bị nói là nói dài nè. Hát nhiều thì kêu là hát nhiều nè. Rồi đứng thì kêu là mỏi chân nè. Vậy thì giờ làm sao? Lại thì lại muốn hát nhiều, lại muốn nói nhiều, lại muốn cầu nguyện nhiều, muốn đứng. Rồi cuối cùng mà hát có nửa lời thôi, chưa hết bài hát, cái mình phải chuyển qua bài hát kia, bởi vì bị nói là hát nhiều. Rồi cái kêu thôi, bà anh chị em ơi, đang đứng mỏi chân, mà bà chị em ngồi, cái ngồi cảm thấy cái người nó không có thoải mái đến với Chúa. Rồi áp lực đủ thứ, cái bữa đó thất bại. Cảm ơn Chúa, kinh thánh này, cái câu kinh thánh này khích lệ lắm. Về mình nói là hãy vững vàng chớ rung động. Hãy vững vàng chớ rung động có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa biết mình đang ở trong cái trường hợp là bị rung động, không vững vàng đó. Chúa biết có những điều đang tấn công mình, Satan nó đang tìm những cái khó khăn để cản trở mình đó. Tấn công ghê gớm lắm, Chúa biết. Mà cái điều hạnh phúc nhất là cái điều mình làm cho Chúa mà Chúa hiểu và Chúa biết. Ô vậy thì thôi, Chúa ơi con làm tiếp. Con làm tiếp. Bởi sao? Bên cạnh con có Ngài. Bên cạnh con có Ngài. Nếu như chúng ta bị ai đó trách móc vì lỗi lầm của chính mình mà người ta không tha thứ cho mình, hoặc một sự hiểu lầm nào đó, thì chúng ta nên nhớ rằng bên cạnh chúng ta có Chúa. Chúa nói là con ơi, con yêu dấu của ta ơi, con hãy vững vàng chớ rung động. Chớ rung động. Và tiếp tục là gì? Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Hãy tiếp tục làm đi. Hãy làm công việc mà Chúa giao đó, công việc mà ta giao cho con đó. Làm đi, tiếp tục đi. Đây nè, ngồi học kinh thánh nè. Lời cảm ơn của Chúa là đang áp lực thời gian nè, đang sợ nói dài nè, đang đủ thứ. Và biết đâu những người nghe nói, ô, cái thằng lợi này, hồi đó nhóm chung tôi dạy, ngày kia mình. Rồi có những người nó lợi nói không có đúng, rồi nói dài, rồi nó không đúng, này kia. Áp lực lắm á. Sao thằng nó gieo vô trong đầu chúng ta những cái tư tưởng, những tư duy tiêu cực. Cảm ơn Chúa, Chúa nói gì? Con ơi, làm tiếp đi con. Làm tiếp cái công việc của ta giao đó. Hãy làm công việc của Chúa. Không phải làm thôi mà làm cách dư dật luôn. Nghĩa là làm nhiều hơn nữa. Càng bị nói càng làm. Bởi vì sao? Con làm cho Chúa. Nhớ nha. Nếu công việc của chúng ta đang làm vì tư lợi, vì cá nhân, thì chúng ta phải xét mình trước mặt Chúa. Nhưng nếu chúng ta làm cho Chúa mà chúng ta biết Chúa ở bên cạnh chúng ta, khích lệ chúng ta như vậy, thì chúng ta hãy làm và làm dư dật luôn. Rồi tiếp theo đây là khích lệ nè, khích lệ nữa. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cái công mà con làm là công khó. Chúa biết, ta biết. À, ta biết con đang làm khó nhọc lắm. Khó nhọc lắm, người ta không có hiểu đâu. Nhưng mà ta hiểu, Chúa hiểu. Mà anh chị em ơi, Chúa biết. Và cái công khó đó trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Có thể cái ngày trước anh trưởng ban đó bị hiểu lầm khi mà anh giáo việc cho người ta mà anh không nhận một cái trách nhiệm nào hết. Người ta về người ta ấm ức lắm. Giáo tôi làm mà không làm gì hết là không có chịu gì hết. Nhưng mà rồi anh âm thầm giúp đỡ, âm thầm anh khích lệ, âm thầm tiếp tục làm công việc Chúa để sao? Bây giờ anh nhìn lại anh thấy, ô, cái bạn đó đã trở thành một mục sư. Và đó anh cũng nói lại, nếu mà lời đi học, vì đến kinh thần học anh ủng hộ hết mình luôn. Rồi có một thầy Bích á, ông nói nếu mà lời đi học á là tôi
dâng hiến cho lại học suốt cái khóa đó luôn. Ồ, mình tiếc á, tới bây giờ mình tiếc là lúc đó mình không có dám bước đi. Nhưng chính những lời khích lệ của anh trưởng ban đó, có một bạn đã đi và trở thành một người hầu việc Chúa, bây giờ quản nhiệm một hội thánh. Còn những bạn còn lại toàn là những người hầu việc Chúa trưởng thành hết. Như vậy thì cái công khó của anh trưởng ban đó đâu phải là vô ích. À, Chúa nói với anh không phải là vô ích, bây giờ anh nhìn lại không phải là vô ích. Quý mạnh chị em ơi, chúng ta làm đi. Chúng ta làm đi, chúng ta khích lệ người khác đi, chúng ta làm công việc của Chúa đi. Chúng ta được Chúa khích lệ mình, Chúa thêm chúng ta bằng nguồn năng lượng từ nơi lời của Chúa, từ lời khích lệ của Chúa đi, chúng ta làm và công khó của chúng ta sẽ được kết quả, không phải là vô ích. Ích lợi cho chúng ta và ích lợi cho anh em chúng ta, ích lợi cho công việc Chúa trên đất này. Cảm ơn Chúa, cái câu kinh thánh này mình muốn tặng ông anh chị em. Cô nhất đoạn 15 câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách di vật tuôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta cầu nguyện ở đây, rồi lại còn tâm tình chút xíu nữa rồi lại sẽ đi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì sáng nay con có xin Chúa cho con học nhiều hơn bình thường chút xíu. Bởi vì hôm qua con cũng có điều muốn nói về việc là con buồn khi nghe tin có những người bỏ nhóm, có những người vì anh em không hiểu mà đã buồn, đã suy sụp tinh thần. Và con cũng không ngờ là sáng hôm nay Chúa lại cho cái bài học này đúng để con có thể chia sẻ cái tấm lòng của con. Và cảm ơn Chúa, con xin Chúa cho con nói nhiều hơn bình thường chút. Và cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài yêu thương chúng con, yêu thương bạn chị em con, để chúng con không có thấy nó dài, nhưng chúng con thấy đây là sự khích lệ mà Chúa dành cho cá nhân mỗi người chúng con. Trong câu gốc Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58, xin Chúa cho chúng con nhận câu kinh thánh đó làm hành trang, làm sự khích lệ luôn luôn trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng con nhớ lại thờ phượng Chúa, xin Chúa khích lệ các đầy tớ Chúa, xin Chúa đầy ơn trên họ. Một sư mới lên, con nhớ tới gia đình có tan chế trong những ngày qua buồn. Chúa ơi, hôm nay xin khích lệ ông để ông bước đến với hội thánh. Có thể ông giảng, con không biết, vì ông là mục sư nên có thể ông sẽ giảng những điều đau buồn kia. Chúa ơi, xin Chúa soi dịu lòng ông và cho ông mạnh mẽ, khích lệ ông để ông tiếp tục công việc Chúa. Những anh em trong gia đình, những con cái Chúa trong hội thánh Chúa, xin Chúa khích lệ. Khích lệ chúng con, hôm nay chúng con nhóm lại được phước hạnh. Những đầy tớ Chúa, những người giảng, xin Chúa khích lệ họ và đưa họ lên trên tòa giảng với một vị thế ban phát lời của Chúa, ích lợi cho chúng con. Chúng con nhận lãnh, chúng con cảm ơn Chúa, tặng Chúa thì giờ phước hạnh Chúa cùng chúng con. Chúng con chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn Chúa. Nói thêm chút xíu, cũng là cái này ngoài lề rồi, nhưng mà nói để anh em hiểu. Thứ nhất là khi mà lại học kinh thánh vậy nè, khi mà lại làm cái vấn đề về cái kênh YouTube về bài giảng, hay là cái bài giảng tin lành .com á, lại đắn đo rất là nhiều, lại cầu nguyện rất là nhiều, rất là nhiều. Bởi vì lại đi nhớ một lần, lại nghe một bài giảng hay lắm, thích lắm, nhưng mà rồi lại mong có những người khác nghe, mà đâu có thể nào mà mình ôm nguyên cái bài giảng mình đưa cho người khác được, mình kể lại cũng không có hay được. Và cuối cùng Chúa cho thời đại chúng ta, thời đại chúng ta có thể ghi âm, chúng ta có thể quay phim. Ông có những người lớn tuổi trong hội thánh của Lợi nói ước gì có cái băng cô nghe được. Hồi đó Lợi là người chuyên đi ghi bằng băng, rồi đi mua những cái cassette để giúp cho những người lớn tuổi họ nghe, thích lắm. Rồi tới sau này đĩa, lại làm tới đĩa để cho ông bà nghe. Rồi bây giờ thì dễ rồi, bây giờ internet có, thì mình tiếp theo mình phải làm gì? Để nói với Chúa thôi, Chúa ơi, còn bây giờ con, tại vì đó giờ con làm băng, làm đĩa đó, bây giờ con làm video, lấy cái điện thoại đó, cái điện thoại đi quay, quay điện thoại về thì cũng được, nhưng nó không có rõ, thì xin Chúa cho con mua được cái máy quay. Thì khi đó là trở thành người chuyên luôn, nói thôi Chúa ơi, con bây giờ nếu mà con ở hội thánh thì con cũng là làm này làm kia cho nhà Chúa, bây giờ thôi con cầm cái máy quay con đi quay khắp nơi luôn, thì cũng là làm cho Chúa. Cũng có người nói, có người nói là mình bỏ nhóm, mình đi thập tự gia, mình đi thành tín đồ quốc tế, thành này kia đó, cũng nhiều, không sao. Lời Chúa, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58, ở cùng, và lại làm.
là đi quay và lại up lên để chi, để một bài giảng sẽ có được nhiều người. Nhưng mà tiếc một cái á, tiếc một cái là mình không có quay được nhiều, chỉ mới quay được một bữa tuần trước thì chạy show được ba bài giảng tuần này, mà hôm nay buồn ngủ sẽ quay một bài thôi rồi về còn làm bài. Hồi tối á, lại làm cái bài giảng của một siêng năng tới tới khuya lắm mới ngủ, thành ra cũng mệt. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa hôm nay sẽ đăng lên, up lên rồi. Đó là cái lý do mà sao lại làm cái kênh YouTube. Rồi sau đó lại mới nói thôi Chúa ơi, mỗi sáng cho con học kinh thánh, con học mình thôi, con quay thì con học với ông bà chị em con để nhiều người học thì Chúa cũng cho. Cho nên rồi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mình làm thì mình ao ước có nhiều người xem, có nhiều người học. Bởi vì một bài giảng của một sư hay quá mà có rất ít người xem thì ổn. Đó, lại mới thấy ở Hội Thánh Hà Nội á, Hội Thánh Hà Nội hiện nay họ có tới 13.000 người đăng ký. 13.000 người đăng ký một bài giảng mục sư là hàng ngàn người xem. Hạnh phúc. Quý vị ơi, cứ lên để xem ở Hội Thánh Hà Nội, những mục sư giảng cũng rất là hay. Nhưng mà ở miền Nam mình không có, cho nên lại mới làm thì lại nó mong rằng Chúa sẽ cho nhiều người nghe, người xem. Và để có nhiều người nghe, người xem á, thì quý ông bà anh chị em ơi, YouTube nó đánh giá. YouTube á, họ đánh giá một cái bài video như vậy á, nếu như có nhiều cái comment ở bên dưới á, nhiều cái nhận xét bên dưới, nhiều người xem mà ai cũng vô like hết á, nhiều người like này, nhiều người ghi xuống ở dưới á, comment á, thì cái bài đó là có giá trị và YouTube họ sẽ giới thiệu thêm với nhiều người khác. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em xem á, thì quý ông bà anh chị em xem lại, không có nói cái phần học kinh thánh đâu, là không có dám nói. Thì những cái bài giảng của các mục sư á, quý ông bà anh chị em nên like. Có nghĩa là like là biểu hiện cái sự amen của mình á. Rồi các quý mạnh cho em có thể là viết xuống dưới là cảm ơn Chúa, khích lệ các mục sư, xin Chúa ở cùng các ông hay gì đó. Mình khích lệ thật lòng nha. Còn nếu không thôi, nhưng mà khi mình làm thật lòng, nhiều người thật lòng nhưng mà không chịu nói ra, không chịu viết xuống á. Cho nên khi mình viết xuống như vậy thì YouTube sẽ thấy rằng cái bài giảng của ông đó được ơn, sẽ đưa. Lại để ý bài giảng nào của mục sư Thái Phước Trường á, là có hàng ngàn người xem. Nhưng mà những bài giảng các mục sư khác, tại vì ít người like, ít người comment á, cho nên xin Chúa cho đó là quý bạn cho em dành một chút thời gian để like, để comment. Rồi có một cái nữa đó là không kịp giờ đấy chứ, nhưng mà có một cái nữa đó là đăng ký. À, tại vì cái số lượng người đăng ký rất là quan trọng, nhưng mà nhiều người vô xem xong không có đăng ký, thì khi mình không đăng ký là có những cái video mới mình không biết. Cái thứ hai nữa là YouTube thấy ít người đăng ký thì cái video đó họ không có cho lên, cho nên ít con cái Chúa đâu nghe. Rồi biết đâu những người ngoại họ nghe nữa, những người chưa biết Chúa nghe, hay những người mới tin Chúa nghe nữa. Cho nên chúng ta nên góp phần vô ha, góp phần vô. Còn cái nữa đó là lại sẽ thay đổi những cái phong này. Mấy ngày qua là một phong này thì YouTube nó đánh giá là mình không có gì thay đổi đó, nghĩa là cứ suốt ngày thấy cái mặt của Lợi ngồi với cái phong này. Khi mình like á, like học online đó, thì đâu có thay đổi cái hình. Mình để y cái hình này, mình học cái YouTube nói là cái bài nào cũng giống bài nào thì họ cũng không có cho lên, không có cho lên thì ít người nghe, ít người học. Cho nên đó là lý do mà Lợi sẽ thay cái phong, nhưng mà Tết này nhờ người ta in mà người ta in chưa có được, cho nên Lợi mà có thay cái phong thì quý mạnh chị em cũng hiểu cho nó có lý do. Có lý do, nhưng mà cái câu kinh thánh là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm, không có thay đổi. Bởi vì đó là câu mà mình cảm ơn Chúa mỗi ngày, sự thành tín của Chúa ở cùng. Vậy thì giờ lại cũng chuẩn bị phải up cái phim này lên, up cái bài học này lên, xong rồi cũng phải tranh thủ đi nhóm cho kịp giờ để quay bài giảng nữa. Và để thờ phượng Chúa nha. Mục đích chính là để thờ phượng Chúa, mang kinh thánh đến ca. Nếu như lại thì không có cái gọi là ấn định cho một cái vấn đề nào hết, nhưng mà nếu mà được chúng ta nên xếp tiền ngay ngắn, chúng ta bỏ trong túi chúng ta để dâng hiến cho Chúa, xếp cái tấm lòng chúng ta sạch sẽ gọn gẽ để chúng ta đến tiếp nhận lời của Chúa, và chúng ta mang theo kinh thánh thánh ca để bày tỏ cái lòng của chúng ta đối với Chúa, cũng như để dễ xem hơn. Đó là những cái điều mà kính chúc cho mọi người ngày hôm nay nhận được ơn phước của Chúa và nhận được cái giờ nhóm lại trong phước hạnh. Xin lỗi vì quá dài, mà cảm ơn Chúa, xin kết thúc.